kính chào quý vị. Mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021 đến 18 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 15.897 ca, trong đó, tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, 978 ca, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Tầng 3 là 175 ca tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, trung bình 35, nặng 87, nguy kịch 53. Có 35 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền Tầng 2 là 312 ca, không triệu 99, nhẹ 63, trung bình 169, nặng 59, nguy kịch 12. Cụ thể, Trung tâm Y tế Bến Cầu 47, Trung tâm Y tế Trảng Bàng, 87, Trung tâm Y tế Tân Châu, 71, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, 33, Bệnh viện Giá Chiến Phước Đồng Gò Dầu, 74. Có 9 ca không triệu chứng, 63 ca nhẹ sẽ được thăm khám, phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị, 59 ca nặng và 12 ca nguy kịch đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng tầng 1 là 491 ca không triệu chứng 383, nhẹ 99, trung bình 9. Cụ thể, huyện Bến Cầu 74, huyện Châu Thành 20, huyện Dương Minh Châu 3, huyện Tân Châu 18, thành phố Tây Ninh 78, thị xã Quà Thành 40, huyện Gò Dầu 13, huyện Tân Biên 52, bệnh viện Cao Văn Chí cũ 116, bệnh viện giải chiến khu công nghiệp Thành Thành Công 77, có 99 ca nhẹ đã thực hiện hội chẩn sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị ép không tại nhà 14.919 ca, không triệu chứng 14.813, nhẹ 106. Cụ thể, huyện Bến Cầu 1.082 ca, huyện Châu Thành 2.561 ca, thị xã Trảng Bàng 3.211 ca, huyện Dương Minh Châu 3.973 ca, huyện Tân Châu 353 ca, thành phố Tây Ninh 1.804 ca, thị xã Quà Thành 1.139 ca, huyện Gò Dầu 193 ca, huyện Tân Biên 603 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 20 tháng 12 năm 2021, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 1.076 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng cộng có 61.458 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, để ngăn chặn nhanh việc biến chứng trở nặng, và giảm thiểu tình trạng tử vong do nhiễm COVID-19. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất. Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhắn gửi, hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Vừa rồi là thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt